Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Top 8 cách chữa viêm mũi dị ứng trong vòng một nốt nhạc. Đâu là cách chữa viêm mũi dị ứng đơn giản? Hiệu quả là mối bận tâm của không ít người đang có các triệu chứng, dấu hiệu vô cùng khó chịu của bệnh. Tương tự các dạng viêm mũi khác, viêm mũi dị ứng xảy ra khi lớp niêm mạc mũi bị kích thích dẫn đến sưng tấy. Điều khác biệt là nguyên nhân gây kích ứng là do các tác nhân dị ứng, ví dụ như phấn hoa, lông động vật, khói thuốc. Nếu không được kiểm soát tốt, tình trạng trên có thể trở thành mạn tính. Lúc này, các triệu chứng viêm mũi lâu ngày không chỉ gây khó chịu mà còn có thể góp phần làm suy giảm hô hấp nghiêm trọng, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vậy, bị viêm mũi dị ứng phải làm sao mới mau hết? Thực tế, tình trạng này không thể chữa khỏi hoàn toàn, tuy nhiên, bạn vẫn có thể áp dụng 8 mẹo chữa viêm mũi dị ứng dưới đây để kiểm soát tốt bệnh, đồng thời thuyên giảm các triệu chứng khó chịu. 1. Rửa mũi với nước muối sinh lý. Cách chữa viêm mũi dị ứng thông dụng nhất. Nghẹt mũi là một trong các dấu hiệu viêm mũi dị ứng phổ biến nhất. Để trị nghẹt mũi nhanh chóng, nhiều người thường lựa chọn phương pháp rửa mũi bằng nước muối để dễ loại bỏ dịch nhầy tích tụ trong mũi gây tắc nghẽn. Bạn có thể dùng dung dịch nước muối sinh lý NaCl 0,9% bán tại các quầy thuốc hoặc tự pha dung dịch rửa mũi. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước đó để xem loại dung dịch nào phù hợp với bản thân hơn. 2. Xông mặt giúp thuyên giảm các triệu chứng viêm mũi. Hơi nước nóng có thể giúp làm loãng dịch nhầy đặc bị tắc nghẽn trong đường mũi, từ đó giúp cơ thể dễ dàng loại bỏ chúng ra ngoài. Nhờ vậy, các dấu hiệu viêm mũi dị ứng như nghẹt mũi, đau họng, chảy nước mũi sẽ thuyên giảm đáng kể. Nếu muốn nâng cao hiệu quả chữa viêm mũi dị ứng, bạn cũng có thể cho thêm vài giọt tinh dầu trà, bạc hà, bạch đàn vào nước nóng dùng để xông mặt. Mặt khác, cần lưu ý rằng cách điều trị viêm mũi dị ứng này không phù hợp với trẻ nhỏ. Thay vào đó, bạn nên cho bé tắm nước ấm để đẩy lui các triệu chứng khó chịu trên. 3. Cách trị viêm mũi dị ứng bằng men vi sinh. Men vi sinh probiotics là các chủng vi sinh vật đường ruột có lợi, có khả năng hỗ trợ hệ miễn dịch đối phó với những tác nhân dị ứng gây viêm mũi. Mặc dù cơ chế hoạt động của chúng vẫn đang được tìm hiểu, nhưng theo một nghiên cứu năm 2011, phương pháp này đã được chứng minh về tính an toàn và hiệu quả trong việc điều trị cũng như phòng ngừa viêm mũi dị ứng. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác vào năm 2013 cũng đã chứng minh Lactobacillus acidophilus, một chủng lợi khuẩn, có tác dụng giảm tần suất phát sinh và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng viêm mũi dị ứng. Bạn có thể dễ dàng bổ sung loại lợi khuẩn này bằng cách thêm sữa chua vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày. 4. Đừng quên bổ sung vitamin C. Với đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm cao, vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các triệu chứng viêm mũi dị ứng, đồng thời rút ngắn thời gian phát bệnh. Để tăng cường vitamin C cho cơ thể, bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống những loại thực phẩm giàu dưỡng chất này như trái cây họ cam, quýt, chanh, bưởi, cam, súp lơ xanh, quả mọng, dâu tây, việt quất, ớt chuông, kiwi. 5. Mẹo chữa viêm mũi dị ứng với tinh bột nghệ. Nghệ có thành phần chính là curcumin, có khả năng tăng cường hệ miễn dịch và chống viêm, giúp kiểm soát nhiều dấu hiệu của viêm mũi dị ứng như ho, hắt hơi, khô miệng và nghẹt mũi. Bên cạnh đó, hoạt tính sinh học của curcumin còn có thể được nâng cao khi bạn kết hợp tinh bột nghệ với tiêu đen. Ngoài cách sử dụng như một loại gia vị tô điểm món ăn, bạn cũng có thể dùng nghệ để pha trà cho những người đang gặp vấn đề với các dấu hiệu viêm mũi. 6. Một ít mật ong mỗi ngày giúp đẩy lui các triệu chứng viêm mũi khó chịu. Vào năm 2013, mật ong đã được chứng minh có tác dụng trong việc thuyên giảm các triệu chứng của viêm mũi do dị ứng. Mặc dù hiệu quả của phương pháp này vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu chuyên sâu để có thể xác định rõ ràng, ngày nay mật ong vẫn được nhiều người lựa chọn như một giải pháp hỗ trợ chữa viêm mũi dị ứng bằng cách dùng trực tiếp hoặc pha với nước ấm. 7. Hãy thử bổ sung cá vào khẩu phần ăn uống. Cá không chỉ chứa nhiều giá trị dinh dưỡng mà còn có tác dụng hạn chế viêm cũng như các phản ứng dị ứng. Một nghiên cứu đã kết luận rằng các axit béo trong cá sẽ giúp làm giảm co thắt đường thở do các bệnh dị ứng như hen suyễn hay viêm mũi dị ứng. 8. Quercetin cũng có tác dụng chữa viêm mũi dị ứng. Đặc tính chống oxy hóa mạnh giúp quercetin có công dụng kiểm soát tốt các bệnh dị ứng theo mùa. Trong trường hợp viêm mũi dị ứng, quercetin hoạt động tương tự chất kháng histamine tự nhiên, có khả năng thuyên giảm các triệu chứng khó chịu đáng kể. Đây là một flavonoid tạo sắc tố cho nhiều loại trái cây và rau củ quả, nên bạn có thể bổ sung hoạt chất này bằng cách ăn nhiều táo, nho, quả mọng, súp lơ xanh, hành tây. Ngoài ra, một số loại thảo mộc, trà và rượu vang cũng có thể cung cấp một lượng quercetin nhất định.
Hy vọng video trên có thể giúp bạn lựa chọn được cách chữa viêm mũi dị ứng phù hợp nhất và kiểm soát tốt các triệu chứng khó chịu, từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, bạn cũng đừng quên hạn chế tiếp xúc với tác nhân gây kích ứng mũi nhé. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.